đang đến với chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến của trường Cao đẳng nghề An Giang. Quý vị thân mến, chương trình hôm nay với chủ đề vừa học nghề vừa học văn hóa với mục đích tư vấn hướng nghiệp nhằm cung cấp những thông tin về phương thức xét tuyển trình độ trung cấp, cao đẳng của trường Cao đẳng nghề An Giang và những nhóm ngành nghề đào tạo, đặc biệt là cơ hội học hai bằng cùng lúc cho các bạn học sinh đã tốt nghiệp lớp 9. Và đến với buổi tư vấn hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với vị diễn giả của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Thành Sang, Phó trưởng phòng đào tạo và quan hệ doanh nghiệp trường Cao đẳng nghề An Giang. Kính thưa thầy, thì để bắt đầu buổi trò chuyện hôm nay, xin mời thầy sẽ cung cấp những cái thông tin giới thiệu cơ bản về công tác tuyển sinh năm 2021 và những điểm đổi mới cho các em học sinh tốt nghiệp lớp 9 vào học nghề tại trường Cao đẳng nghề An Giang. Xin được mời thầy. Chào Thương Thân, chào quý khán giả đang theo dõi chương trình tư vấn trực tuyến của trường Cao đẳng nghề An Giang. Cho đối tượng mình học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào trường nghề và với cái đối tượng là vừa học nghề vừa học nhân hóa, thì kính thưa quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, nhiều năm gần đây có thể nói trường Cao đẳng nghề An Giang là đầu tàu trong công tác đào tạo nghề và cung cấp cho các địa phương của mình nó thì rất nhiều lao động qua đào tạo. Có quy tinh thần đó thì năm 2021, mục tiêu của trường Cao đẳng nghề An Giang là tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho người học có khả năng học tập nâng cao trình độ từ trung cấp lên đến đại học, đối tượng là trung học cơ sở vừa mới tốt nghiệp lớp 9. Thì điểm mới trong công tác tuyển sinh năm 2021 này, trường chủ động tạo nhiều cơ hội cho học sinh tốt nghiệp lớp 9 nếu không trúng tuyển vào lớp 10 hoặc là đã trúng tuyển vào lớp 10 nhưng có hướng vừa học nghề vừa học nhân hóa cấp trung học phổ thông theo hệ giáo dục thường xuyên. Nắm bắt được nhu cầu trên, thì năm 2021 này, trường Cao đẳng nghề An Giang phối hợp với trường trung cấp kỹ thuật công nghệ An Giang đào tạo phần nhân hóa cấp trung học phổ thông theo hệ giáo dục thường xuyên đặt tại trường Cao đẳng nghề An Giang. Vì vậy, tuyển sinh năm 2021 này, trường tuyển sinh các em học sinh tốt nghiệp lớp 9 và trường vừa học nghề trình độ trung cấp, vừa học nhân hóa cấp trung học phổ thông theo hệ giáo dục thường xuyên. Đó là một số thông tin cơ bản để quý phụ huynh và các học sinh biết khi có nhu cầu học tại trường Cao đẳng nghề An Giang. Xin được cảm ơn thầy Sang. Và một cái nội dung đặt ra ở đây là khi mà vừa học văn hóa và vừa học nghề thì cái thời gian học tập của các em học sinh lớp 9 so với những bạn học bình thường có lẽ là sẽ nặng nề hơn. Như vậy thì cái thời gian này sẽ được phân bố như thế nào ở tại trường của chúng ta? Thì xin thầy cung cấp thông tin để cho các em nắm nhiều hơn. Thì khi mà học sinh vào trường vừa học nghề vừa học nhân hóa thì lúc đầu thì trong đầu thì trường cũng có nghiên cứu về để làm sao mà để tạo điều kiện cho các em học một cách hiệu quả nhất trong quá trình vừa học nghề vừa học nhân hóa, và cuối cùng thì trường thống nhất là cái buổi học nghề mà chúng ta sẽ cho học vào buổi sáng là từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần tùy theo cái thời báo biểu của em. Còn đối với mà học cái chương trình nhân hóa thì trường sẽ tổ chức vào mỗi buổi chiều từ thứ hai tới thứ sáu, thì theo thời biểu của các em có thể là một buổi thì có thể 4 tiết, có thể 2 tiết, cũng có thể 5 tiết, đó là cái thời gian học của các em bố trí để các em học cái hệ vừa học nghề vừa học nhân hóa. Dạ, như vậy thì khi mà các bạn đã chọn vừa học nghề vừa học văn hóa thì sau khi mà tốt nghiệp ra trường thì các bạn sẽ được cấp hai bằng phải không ạ? Câu này thì câu hỏi nói chung là rất hay, bởi vì hiện tại tâm lý của phụ huynh và kể cả của học sinh thì họ chỉ nghe nói là vừa học nghề vừa học nhân hóa thì trong đầu thì sẽ chỉ nghĩ là sẽ được cấp hai bằng. Nhưng mà thực chất thì để nắm rõ hơn về vấn đề này thì tôi phân tích cụ thể như sau. Thứ nhất là phần nghề, thì sau khi các em học xong 2 năm thì nếu mỗi em đủ điều kiện theo quy định của nhà trường thì đủ điều kiện để công nhận tốt nghiệp thì cái trường Cao đẳng nghề An Giang mình sẽ cấp cái bằng tốt nghiệp trung cấp cho các em. Còn đối với trường hợp mà học nhân hóa cấp trung học phổ thông theo hệ thường xuyên, nếu các em học theo 3 năm thì từ lớp 10, 11, 12 nếu đúng quy định, theo đúng quy định của bộ giáo dục và đủ điều kiện để thi tốt nghiệp thì mấy em sẽ được dự kỳ thi chung của quốc gia, tức là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
thì lúc này nếu các em thi đậu thì các em sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Như vậy thì nếu mà tính ra các em học 3 năm thì sẽ được cấp là một cái bằng trung cấp. Nếu mà nói chung là đậu đạt đủ theo quy định hết thì được cấp một cái bằng trung cấp do trường Đại học An Giang cấp và một cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang cấp. Dạ, thưa thầy, thì nãy giờ qua cái phần trao đổi của thầy thì Thiên Thanh hiểu là cái phần mà học nghề trung cấp thì chúng ta sẽ tốn 2 năm và cái phần học học trung học phổ thông thì chúng ta sẽ tốn 3 năm. Như vậy thì sau khi học xong năm 1 và năm 2 thì chúng ta hoàn thành xong cái chương trình của trung cấp. Vậy thì cái năm cuối cùng, tức là năm thứ 3 học tại trường, thì chúng ta chỉ cần học chương trình của lớp 12 là đúng không ạ? Thì nói chung là sau khi mà bé học chương trình trung cấp 2 năm xong thì em sẽ được cấp cái bằng trung cấp. Thì lúc này phần văn hóa của các em là đã học tới lớp 11 rồi. Vậy thì còn lớp 12 thì lớp 12 này là qua năm 3 mấy em học. Vậy chỗ này là cái thuận lợi của em, là cái thứ nhất là mấy em đã có bằng trung cấp rồi. Vậy thì mấy em có thể là vừa đi học mà vừa lấy cái bằng trung cấp mình đi làm để kiếm cái thu nhập thêm. Cái thứ hai là các em có thể là học thêm một cái ngành nào, một cái chứng chỉ nào đó mà để nó phù hợp với cái ngành mà các em nó tốt nghiệp trung cấp. Ví dụ như thế này, là em giả sử như em đang học là trung cấp xây dựng thì bây giờ em có thể học thêm cái chứng chỉ hàn hoặc là cái chứng chỉ lắp đặt thiết bị cơ khí. Thì ở đây lắp đặt thiết bị cơ khí thì nó dính tới nhà điện chế này kia đó, thì nó sẽ hỗ trợ cho công việc của các bạn trung cấp. Cái thứ ba là các em có thể mà đăng ký học một số môn của trình độ cao đẳng để khi mà mấy em tốt nghiệp trung học phổ thông rồi kết hợp với cái bằng trung cấp thì mấy em sẽ học liên thông lên trình độ cao đẳng. Thì lúc này thì mấy em sẽ được là bỏ luôn các môn mà mấy em đã đăng ký học trước đó. Dạ, như vậy thì nếu như mà thời gian theo học ở trường của chúng ta, nếu mà bạn nào mà có khả năng sắp xếp cái thời khóa biểu của mình một cách khéo léo thì các bạn sẽ học được rất rất là nhiều cái kiến thức ngoài cái bằng trung cấp, và cũng có thể là tận dụng cái thời gian để mà đi làm thêm để kiếm tiền. Kính thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến của trường Cao đẳng Nghề An Giang, và quý vị cũng như các bạn có những câu hỏi đặt cho diễn giả của chương trình thì chúng ta sẽ cùng tương tác vào phần bình luận của livestream hoặc là nhắn tin qua cho chúng tôi qua fanpage của chương trình. Và một câu hỏi đầu tiên chúng tôi nhận được, bạn hỏi thầy là gia đình em thuộc diện khó khăn, vừa tốt nghiệp xong lớp 9. Như vậy thì nếu như em đăng ký vào trường vừa học nghề vừa học văn hóa thì có được xét ở ký túc xá hay không? Và mức giá của ký túc xá một tháng là bao nhiêu? Dạ, xin mời thầy. Thì đối với câu hỏi này thì trước tiên thì chắc xin giới thiệu đôi nét về ký túc xá của trường Cao đẳng Nghề An Giang. Thì ký túc xá của trường Cao đẳng Nghề An Giang thì sức chứa khoảng 1.700 chỗ. Thì mỗi một phòng mà để cho các em ở đó là khoảng 50m², và mỗi phòng vậy là có 8 em ở. Thì trong cái ký túc xá, trong phòng mà các em ở thì có nhà vệ sinh nằm trong phòng luôn, và có nơi phơi đồ, cũng có chỗ để mà mấy em nấu nướng. Đó là cái thông tin chung của cái ký túc xá. Còn đối với trường Cao đẳng Nghề An Giang thì không có phân biệt là học sinh tốt nghiệp lớp 9 hay là học sinh tốt nghiệp 12 hay khi vô trường mà ở được ở ký túc xá hay không, mà trường Cao đẳng Nghề An Giang khẳng định rằng là khi tất cả lớp 9 hay lớp 12 khi trúng tuyển vào mà trường Cao đẳng Nghề An Giang này thì tất cả như nhau, cho nên mấy em có quyền đăng ký ở ký túc xá của trường, và khi đăng ký thì đăng ký ở tại cái trường chỗ ban quản lý ký túc xá để mấy em đăng ký làm thủ tục đăng ký ở ký túc xá là bình thường. Còn thứ hai về cái giá thì giá hiện nay là khoảng 168.000 đồng trên một tháng, tức là tối đa là 170.000 đồng trở lại tùy theo một phòng. Đó là cái thông tin về cái giá của cái ký túc xá mấy em ở trong một tháng. Yeah.
Nhưng anh nghĩ là với cái mức giá mà 170.000 đồng trên một tháng so với cái vật giá hiện nay thì đây là một cái mức hỗ trợ rất là ưu ái cho sinh viên của chúng ta. Thì và cái việc mà được nấu ăn ở tại ngay cái nơi mình ở thì là một cái ưu điểm rất là lớn so với những cái ký túc xá mà của các trường khác. Do đó thì các bạn có thể cân nhắc và yên tâm về cái khoản mà nơi ở của chúng ta sau khi mà đăng ký vào học ở tại trường cao đẳng nghề. Và một câu hỏi chúng tôi vừa nhận được từ trong tin nhắn của fanpage, các bạn hỏi là thưa thầy, sau khi học xong 3 năm thì em có thể học liên thông lên cao đẳng hoặc là đại học được hay không? Thì xin mời thầy sẽ trả lời cho bạn. Cái này để cho làm rõ thêm cái lời này thì nhờ tổ kỹ thuật hỗ trợ cái lưu đồ số 1 lên để trình bày cho quý phụ huynh và các học sinh hiểu cho nó cặn kẽ. Thì cái lưu đồ của ta đó thì để học liên thông thì chúng ta nhìn là chia thành hai nhánh. Nhánh bên phải của màn hình thì đó là cái trường hợp mà mấy em tốt nghiệp trong một cơ sở mà đi vào học vừa học nghề mình vừa học nhân hóa. Còn nhánh bên trái là chúng ta các em học trung học cơ sở đi thẳng học trung học phổ thông rồi thẳng lên đại học. Vậy thì chúng ta trở về cái nhánh bên phải thì đầu tiên mấy em học đăng ký học nghề thì học trung cấp rồi học nhân hóa. Đi học trung cấp thì chúng ta 2 năm lúc này chúng ta ra trường, có thể là chúng ta ra thị trường lao động chúng ta làm việc bình thường. Vậy thì sau khi mấy em học nhân hóa thì thường xuyên 3 năm thì lúc này mấy em đã có tốt nghiệp 12. Vì sau khi các em học tốt nghiệp 12 xong rồi có bằng trung cấp, mấy em liên thông lên trình độ cao đẳng thì chỉ có 1 năm thôi. Thì sau đó mấy em lấy bằng cao đẳng rồi mấy em vẫn có thể ra thị trường lao động làm được. Để trong quá trình làm thì mấy em có thể là đăng ký học liên thông lên đại học thêm 2 năm nữa là lấy bằng đại học. Vậy thì lúc này là các em có thể là học giờ thứ bảy chủ nhật với liên thông, còn các ngày thường các em có thể là đi làm ở bên ngoài để kiếm thu nhập để đi học. Thì nhìn chung có tổng thể từ cái trung học cơ sở mà mấy em đi cái đường mà chúng ta đi học nghề thì tổng cộng là từ đầu cho tới cuối là tổng cộng 6 năm. Vậy thì tính ngược lại cái bên trái, nhánh bên trái của các em là từ trung học cơ sở thì lên tới tốt nghiệp trung học phổ thông là 3 năm. Vì hiện tại chúng ta đã mất 3 năm rồi. Rồi từ trung học phổ thông mà mấy em học lên đại học thì tùy theo ngành nghề mấy em sẽ mất tới 4-6 năm nữa. Vậy tính tổng là thời gian mà mấy em học từ cái trung học cơ sở đó, tốt nghiệp cơ sở lên tới đại học thì mấy em sẽ mất từ 7-9 năm. Vậy tóm lại là mấy em học nghề, vừa học nhân hóa đều liên thông lên đại học được, kể cả thạc sĩ. Đó là cái về cái quá trình liên thông của mấy em. Thì sẵn đây thì tôi xin phân tích thêm về cái vấn đề mà lợi thuận lợi lợi ích về cái kinh tế khi mà mình đi học theo cái hướng mà học nghề nhược nghề gì đó quá. Xin mời tổ kỹ thuật cho thêm cái hình thứ hai. Thì đối với hình thứ hai này thì chúng ta nhìn thấy đơn giản cái hình phía trên là cái hình là đi học từ trung học cơ sở vô học nhân hóa và học nghề không xong. Vậy thì sau 3 năm chúng ta thấy là đặc tính đầu tiên đó, thì đối với các em mà học trung học cơ sở mà đi học tốt nghiệp mà đi thẳng qua tốt nghiệp phổ thông đó, thì chỉ lấy được cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thôi. Còn đối với mấy em mà học tốt nghiệp trung học cơ sở mà đi học nhân hóa thường xuyên cộng với nghề không xong thì các em sẽ lấy được cái bằng tốt nghiệp phổ thông kèm theo là cái bằng trung cấp. Vậy thì tới đây là tối đa là hiện tại là 3 năm, hai đối tượng học khác nhau, một bên có lại là 2 bằng, một bên thì đi được có 1 bằng thôi. Và cái giá tiền hiện tại là tốn giống như nhau, tức là 75.000 tháng. Rồi từ đây chúng ta mới tính tiếp là sau khi mà ở trên các phần nghề đó, các bạn mà đăng ký học song song giữa nghề nhân hóa đó, mấy em học liên thông lên là 1 năm nữa. Rồi là lấy cao đẳng và học 2 năm nữa là lấy đại học. Còn cái chỗ là tốt nghiệp trung học phổ thông ở dưới đó thì nó học sau 4-6 năm mới lấy bằng đại học. Ở đây đem cái này phân tích để làm gì?
thì thứ nhất là về thời gian học là tiết kiệm được một năm, có hiểu một năm. Thứ hai là về cái giá tiền thì hiện tại theo cái thị trường hiện nay thì với cái học trình độ cao đẳng của trường Cao đẳng Nghề An Giang, cái số tiền tối đa là một năm là 10 triệu, còn cái học đại học đó, thì số tiền tối thiểu là một năm 30 triệu. Vậy thì chúng ta tính cái lương đầu từ cái chỗ mà mấy em có bằng trung cấp cộng với trung học phổ thông đi lên đại học lên cao đẳng, vậy thì lúc này một năm là coi như là 10 triệu. Vậy thì từ cái lúc này cao đẳng qua lên tới đại học 2 năm, thì 2 năm này thì mỗi năm là 30 triệu, thì cộng là 60 triệu, vậy cộng với 10 triệu trước nữa cái chỗ cao đẳng là tổng cộng nếu chúng ta lấy bằng đại học thì chúng ta tốn khoảng 70 triệu. Vậy thì chúng ta tính tới cái lưu đồ dưới là lưu đồ của trung học cơ sở đi được trung học phổ thông rồi học lên đại học, vậy thì chúng ta tính lấy cái mức thấp nhất là 4 năm của đại học, thì 4 năm chúng ta nhân cho cái số tiền 30 triệu thì chúng ta sẽ tốn là khoảng 120 triệu thì mới lấy được cái bằng đại học. Vậy thì trên là giữa cái mà chúng ta đi cái đường học song song lớp nghề và cái đường mà đi thẳng trung học phổ thông thì trên là khoảng 50 triệu. 50 triệu này chỉ hiện tại là chúng ta chỉ nói tới cái tiền học phí thôi. Còn nếu mà chúng ta mà nói tới cái tiền mà ăn ở của khi mà mình đi học đại học đó là tốn rất nhiều. Trong khi học ở tại trường Đại học Cao đẳng Nghề An Giang thì cái kinh phí này tốn rất ít. Và kể cả học đại học đó thì cũng đang đào tạo tại trường Cao đẳng Nghề An Giang luôn, do tình hình là trường liên thông với rất nhiều trường để đào tạo cái chương trình đại học. Đó là thông tin, một số thông tin mà chi tiết để quý phụ huynh thì các em nắm về cái thuận lợi khi mà đi học song song giữa cái học nghề và cái học văn hóa, các trường phổ thông. Xin được cảm ơn thầy rất là nhiều, bởi vì qua cái phần phân tích hai cái sơ đồ vừa rồi thì các bạn học sinh cũng như là quý phụ huynh có thể là so sánh và suy nghĩ rất là nhiều, cân nhắc về cái quá trình mà chọn cái con đường mà vừa học song song nghề vừa học văn hóa, với lại là vừa so với việc là học phổ thông xong rồi học lên đại học thì chúng ta sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều và rút ngắn cái thời gian để chúng ta có thể tốt nghiệp và đi làm để kiếm được tiền lương. Như vậy thì chúng tôi có nhận thêm được một câu hỏi nữa như sau. Thưa thầy là hiện nay thì trong cái giai đoạn hiện nay là tình hình là thừa thầy và thiếu thợ, thì cơ hội việc làm của chúng em sau khi mà học ở tại trường với cái trình độ trung cấp thì ra ngoài có dễ tìm việc làm hay không? Xin mời thầy. Thì về cái cơ hội việc làm mà nếu mà tính về ở trường Cao đẳng Nghề thì quý phụ huynh và các em yên tâm. Lý do là trong chương trình đào tạo của trường xây dựng thì thứ nhất là về cái phần thực hành đó thì nó chiếm tới 70% so với cái chương trình đào tạo, thì trong đó chỉ có 30% lý thuyết thôi. Cho nên khi mấy em học ở tất cả các ngành trong trường ra thì mấy em có thể tiếp xúc với thực tế rất nhanh và nắm bắt công việc làm tại các doanh nghiệp. Cái thứ hai là có các môn học thực tế tại doanh nghiệp, tức là sao? Thì cho nên cái môn nào mà chúng ta có khả năng đi thực tế tại doanh nghiệp thì ở trường giáo viên chỉ dạy phần lý thuyết thôi, còn cái phần mà thực hành thì cho đi thực tế thực hành tại doanh nghiệp để mấy em nắm bắt theo phù hợp sau này mấy em đi làm. Cái thứ ba là cái học kỳ cuối của cái khóa học thường thường là có cái môn thực tập tốt nghiệp. Vậy thì cái môn này mấy em sẽ đi thực tập tại doanh nghiệp thì sẽ được nhà trường giới thiệu đi. Vậy thì trong quá trình mấy em đi thực tập doanh nghiệp 4 tuần này thì khi mà mấy em thực hiện thực tập tại đó, người gì mà doanh nghiệp thấy tốt, thấy tuyển dụng được thì có thể lúc này là doanh nghiệp sẽ tuyển dụng các em luôn. Rồi cuối cùng là sau khi mấy em tốt nghiệp ra trường thì cái ngày mà tổ chức phát bằng cho mấy em thì trường có cái mời doanh nghiệp đến để tuyển dụng mấy em trong cái ngày phát bằng. Thì ngoài ra các em có thể là đi xuất khẩu lao động với Nhật Bản. Hiện nay trường có liên kết với cái tập đoàn Samay, công ty MDF để cho các em mà có nhu cầu mà đăng ký đi xuất khẩu lao động ở Nhật để hỗ trợ các em và đăng ký để giúp các em có khả năng là cải thiện cuộc sống sau 3 năm. Đó là một
cũng có hỏi thêm là trong thời gian đào tạo vừa qua thì cái tỷ lệ sinh viên của trường mình tìm được việc làm là khoảng bao nhiêu ạ? Và trường mình thì có hỗ trợ việc mà giới thiệu cho các em này với các cái doanh nghiệp mà khi mà các em tìm việc khó khăn hay không ạ? Hiện nay đó là đối với năm 2019-20 thì qua quá trình làm đất của cái bộ phận làm đất của phát sinh đó thì trên 90% là tụi em các em ra trường có việc làm. Ngoài ra thì bên ở trường có cái bộ phận là quan hệ doanh nghiệp, tất cả các doanh nghiệp khi có tuyển dụng về thì ở bộ phận này điều trưởng chuyển cái thông tin tuyển dụng về cho ban để ba liên hệ với các em là chưa có việc làm thì hiện việc tiếp em mới để giới thiệu việc làm cho các em. Thì Thiên Thanh nghĩ đây cũng là một cái kênh thông tin để cho các bạn có thể nắm được và an tâm đăng ký học tập tại trường của mình. Và một câu hỏi mà các bạn gửi đến cho chương trình, thưa thầy, thì em muốn biết là tài liệu học tập ở tại trường thì như thế nào ạ? Và trường có trang bị những dụng cụ học tập cũng như là cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho cái quá trình học tập của chúng em hay không? Xin mời thầy. Thì vấn đề này thì chúng ta nhìn chung như thế này, khi mà các em nói về bằng học nghề khi các em vô trường thì các em có được miễn học phí 100% rồi, thì về tài liệu học tập rồi tức là giáo trình sách giáo khoa gì đó thì tụi em phải tự cô tô, tức là khi mà mấy em gặp vô học gặp thầy giáo là ổng dạy môn gì đó mà liên quan tới tài liệu của ổng thì ổng sẽ gửi các tài liệu cho mình, rồi mình phô tô, rồi mình tự chi trả. Còn về dụng cụ thì dụng cụ đó chắc ăn mình đó phải học mình đó tự mua rồi, tại vì ví dụ như học nghề điện thì ít ra phải tự mua trang bị cho mình là vít này, rồi đồng hồ đo nè, những thứ đó là mình phải mua để mình phục vụ cho việc học của mình về nhà trong quá trình học. Rồi còn đối với bằng giáo khoa thì khi mà học vào lớp 10, 11, 12 trong 3 năm thì bắt buộc chúng ta phải mua cái bộ sách dùng chung của bộ giáo dục, bộ sách lớp 3 của lớp 10, 11, 12. Đó là cái thông tin của về cái tài liệu và cái công cụ mà để các em phục vụ kỳ học của em. Dạ, xin cảm ơn thầy. Và có một bạn nhắn tin vào fanpage của chúng tôi với một câu hỏi là: thưa thầy, học phí phần văn hóa ở cấp trung học phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên là bao nhiêu, và cơ sở vật chất của trường thì có các cái xưởng cũng như là các cái nơi để chúng em thực tập thực tế cho cái ngành nghề mà mình chọn học hay không? Thì trước tiên thì nói về cái cơ sở vật chất của trường, thì cơ sở vật chất của trường thì các em yên tâm, nói chung là hiện nay là trường mà tôi có thể nói là đứng là nhất nhì trong đồng bằng sông Cửu Long về cái vật tư, cái xưởng thực hành để phục vụ cho các em thực hành. Còn về cái phần mà phí giáo khoa của cấp trung học phổ thông thì đối với hiện tại bây giờ theo quy định đó, thì giá hiện tại bây giờ là 75.000 đồng trên một tháng. Vậy thì mấy em học một năm học 9 tháng thì nó sẽ khoảng 675.000 đồng trên năm. Nhưng mà đó là cái giá hiện tại. Mà nếu mà đây mà cho tới ngày mà chúng ta nhập học có văn bản nào mới mà quy định cái giá tiền khác thì mình sẽ thực hiện theo đúng cái văn bản của các trên quy định. Dạ, xin cảm ơn thầy. Và một bạn có nickname là Bình An ở An Phú, bạn có một câu hỏi như sau: thưa thầy, gia đình em cũng thuộc dạng khó khăn, em muốn biết là thời gian học vừa học nghề vừa học văn hóa ở trường như thế nào để có thể sắp xếp thời gian còn lại đi làm thêm để phụ giúp cho gia đình. Xin mời thầy. Thì vừa học nghề vừa học văn hóa thì chúng ta bắt buộc phải một buổi học nghề và một buổi học văn hóa, cho nên trong một tuần thì các em sẽ học từ thứ hai cho đến thứ bảy hàng tuần. Buổi sáng học nghề thì chúng ta học từ 6:45 tới 11:00. Thì chỗ này á không phải là ngày nào cũng mới từ 6:45 tới 11:00 mà tùy theo
mỗi buổi, ví dụ buổi tiết nhiều, buổi buổi gì giờ nhiều, buổi giờ ít, ví dụ buổi 3 giờ, buổi 4 giờ, buổi 2 giờ, buổi 5 giờ. Nếu buổi nào mà 5 giờ thì chúng ta sẽ học từ 6 giờ 45 cho đến 11 giờ. Còn nói với buổi chiều thì mấy em sẽ học phần lý hóa thì thời gian học là lúc 12 giờ 45 cho đến 17 giờ. Thì học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thì cũng tùy theo cái số giờ, số tiết mà quy định cho mỗi buổi học. Đó là cái thời gian mà mấy em sẽ đi học. Yeah. Xin cảm ơn thầy. Và một câu hỏi tiếp theo là các bạn muốn hỏi là thưa thầy, em muốn biết địa điểm đăng ký hồ sơ học văn hóa và hồ sơ sẽ gồm những loại văn bản nào và địa điểm nộp ở đâu. Xin mời thầy. Hiện nay thì trường nhận hồ sơ bên cái phần nghề đó, thì nhận hồ sơ qua rất là nhiều kênh, có thể gửi qua đường bưu điện, có thể là nộp trực tuyến ở trên trang web của trường, có thể là nộp ở trường phổ thông, cũng có thể là nộp tại trường. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà thực tiễn nhất thì khi chúng ta đến cái phòng đăng ký tuyển sinh tại trường ở nghệ An Giang thì chúng ta nộp song song hai bộ hồ sơ luôn. Thứ nhất là nộp hồ sơ nghề và nộp hồ sơ của học phần văn hóa. Thì viên cái hồ sơ nghề thì mấy em biết rồi, chỉ có một nghề rồi sổ học bạ, rồi hình giấy khai sinh, rồi cái giấy chứng nhận tốt nghiệp. Còn viên về phần văn hóa thì chúng ta phải có cái đơn vào học thì theo mẫu của trường. Thứ hai là cái bản sao khai sinh hợp lệ. Thứ ba là cái giấy xác nhận ưu tiên, nếu có thì dụ như ưu tiên tức là cái mình, ví dụ con thương binh liệt sĩ hay gì đó thì đó là giấy xác nhận ưu tiên. Và cái cuối cùng là các em phải có cái học bạ bản chính hợp lệ. Và lúc đó chúng ta làm thủ tục lập tại phòng tuyển sinh của trường Đại học Nghệ An. Dạ, xin được cảm ơn thầy. Và một câu hỏi tiếp theo chúng tôi vừa nhận được. Thưa thầy, cho em hỏi là thời gian bắt đầu nhập học văn hóa có cùng với thời gian học nghề hay không? Xin thầy trả lời giúp em. Thì đối với cái học nghề thì hiện tại chúng ta nhận hồ sơ từ đây cho đến ngày 15 tháng 9 năm 2021 và bắt đầu làm thủ tục nhập học thì tập trung lúc là ngày 20 tháng 9 năm 2021. Đó là phần nghề. Còn đối với phần văn hóa thì mấy em sẽ nhận hồ sơ từ đây cho đến là ngày 5 tháng 9 năm 2021 là hết hạn và phải hoàn thành cái thủ tục xét tuyển trước ngày 10 tháng 9 năm 2021 và sau đó sẽ gọi nhập học mấy em chính thức. Dạ, xin được cảm ơn thầy Sang. Và một bạn có tên là Luân thì bạn có đặt một câu hỏi với chúng tôi là học văn hóa cấp trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên, chương trình bao nhiêu môn học và thời gian học của mỗi môn. Thì xin mời thầy sẽ trả lời câu hỏi này cho bạn. Thì đối với chúng ta học cái phần văn hóa và cấp trung học phổ thông theo hệ giáo dục thường xuyên thì chúng ta học là lớp 10, 11, 12 và mỗi một cái khối gì đó chúng ta học 7 môn thì gồm là môn văn, môn toán, môn lý, môn hóa, môn sinh, môn sử và môn địa. Thì khối 10 thì tổng cộng là chúng ta học là 2 học kỳ tới 1 năm nó còn khoảng 464 giờ cho 7 môn. Còn đối với cái khối 11 thì chúng ta học khoảng 480 giờ cho 7 môn. Còn nói với khóa 12 thì chúng ta học khoảng 496 giờ cho mỗi môn, cho 7 môn. Dạ, xin được cảm ơn thầy. Và một câu hỏi tiếp theo của một bạn đến từ huyện Tri Tôn thì bạn có đặt câu hỏi cho thầy là thưa thầy, hiện nay ở trường của chúng ta đã đào tạo bao nhiêu nghề ở hệ trung cấp? Xin mời thầy. Thì đối với ở trường thì hiện tại chúng ta có 20 nghề là đào tạo cho hệ trung cấp. Thì trong đó gồm có rất nhiều lĩnh vực, về lĩnh vực kỹ thuật nè, về lĩnh vực kinh tế, về du lịch, về công nghệ thời gian. Thì để biết thêm cái vấn đề này rõ hơn thì mấy em sẽ lên liên hệ cái trang web của trường, trang
như em thì trên đó thể hiện từng ngày cụ thể về trong đó có học cái gì và làm việc ở đâu, mô tả rất là rõ. Dạ, xin cảm ơn thầy. Và Thiên Thanh xin được nhắc lại địa chỉ của trang web của trường là agvc.edu.vn. Thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng vào trang của trường để theo dõi tất cả những thông tin có liên quan đến tuyển sinh và đào tạo. Và có một câu hỏi tiếp theo thì Thiên Thanh nghĩ đây là một câu hỏi rất là thú vị. Vì lúc nãy thì trong cái phần trao đổi của thầy có nhắc đến là sẽ giới thiệu cho các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp rồi đi Nhật Bản để xuất khẩu lao động. Và có một bạn đặt câu hỏi cho thầy như sau: nếu em học xong muốn đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản thì lương và chính sách hỗ trợ sẽ như thế nào? Thì xin mời thầy. Thì nếu mà mấy em có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản thì về lương cơ bản thì khoảng từ 29 triệu đến 36 triệu đồng trên một tháng, đó là mình chưa kể tăng ca. Còn nếu mà chúng ta tăng ca thì lương nó sẽ nhanh với 0.23%. Về phúc lợi thì các em được hưởng chế độ phúc lợi giống như người Nhật. Thứ hai là được khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần, được dây đốn ngân hàng chính sách tối đa khoảng 100 triệu đồng đối với lao động có hộ khẩu tại An Giang, được đào tạo tiếng Nhật trong 6 tháng. Thì sau khi mà 6 tháng đó các em được đào tạo tiếng Nhật xong thì ở các công ty Nhật họ sẽ lớn, họ tuyển dụng các em, thì nói chung là tuyển dụng là rất liên lạc, họ thử rất là nhiều. Ví dụ như về cái khả năng mà nói tiếng Nhật của các em, về cách chào, cách hỏi, nói chung rất nhiều để cho nó phù hợp với công tác việc, thì lúc đó người ta mới tuyển dụng mình. Còn khi mà chúng ta đã được tuyển dụng rồi thì sau 3 năm cái lợi ích, sau 3 năm chúng em đi về, đầu tiên là cái tập đoàn sau này, mà nếu đó mấy em có nhu cầu mấy em ở lại tập đoàn làm việc thì tập đoàn sẽ nhận lại mấy em. Còn thứ hai là mấy em sẽ có cái vốn tiếng Nhật để sau này hỗ trợ công việc, sau này khi mấy em 3 năm đi về thì em sẽ nhận lại tiền thuế ít là từ 70 cho đến 120 triệu đồng. Đó là cái phần mà mấy em có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Dạ thưa thầy, thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã giới thiệu được khoảng tầm bao nhiêu bạn để đang lao động tại Nhật Bản hiện nay ạ? Bây giờ thì tới thời điểm này thì năm rồi đó thì được 3 bạn. Và cái việc mà bên Nhật đánh giá về cái thành tích lao động cũng như là nhận xét về những bạn này thì như thế nào ạ? Nói chung gần đây có một số các bạn ở Nhật về thì có tham gia về ở trường mà dạy tiếng Nhật cho mấy em mà có đăng ký nhu cầu đi xuất khẩu lao động, thì mấy em này là về nói chung là họ đánh giá là rất tốt, có người ta có thể là người ta nhận, người ta yêu cầu một ký hợp đồng thêm đó lại làm việc cho họ. Dạ, xin được cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị và các bạn, thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã sắp hết. Và Thiên Thanh xin được nhắc lại là nếu như có những câu hỏi hoặc những vấn đề thắc mắc xoay quanh việc vừa học nghề vừa học văn hóa cũng như là cơ hội nhận được hai bằng sau khi tham gia học tập tại trường cao đẳng nghề dành cho các bạn học sinh lớp 9, thì quý vị có thể xem lại livestream hôm nay cũng như là có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi thông qua số điện thoại của trường cũng như là nhắn tin vào trong fanpage của trường để cho các vị diễn giả sẽ tiếp tục giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn. Thì đến thời gian này thì chúng tôi xin được phép nói lời tạm biệt với quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối thật ngon giấc và xin hẹn gặp lại vào tối thứ hai tuần sau cũng vào lúc 19 giờ. Xin được trân trọng kính chào.